tốt cho sức khỏe. Bà con, nó tốt cho sức khỏe những người lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên là nó rất tốt. Khi ta ăn và ta không sử dụng những này thì người lớn tuổi sức khỏe càng ngày càng tốt thêm. Là người lớn tuổi không ăn nội tạng động vật, không ăn nội tạng về động vật, không ăn cay, không ăn béo, không ăn mặn, không ăn ngọt thì nó sẽ tốt cho sức khỏe người lớn tuổi. Người lớn tuổi vui lòng đừng ăn nội tạng động vật, ăn cay, ăn béo, ăn mặn, ăn ngọt lại để tốt cho sức khỏe của mình. Còn ngoài ra nó tốt cho sức khỏe người từ 65 tuổi trở lên, 66, 70, 75 thì nó tốt là khi ta sử dụng, khi ta ăn sữa, uống sữa, quả việt quất, rau có màu xanh đậm, cá ngừ, cá hồi, các loại hạt và cà chua, các loại thịt, gạo lứt, ăn bình thường như những ngày mình hay ăn, không có gì kiêng kỵ cái gì cả, bà con cứ ăn. Nhưng mà tốt quá thì phải kiêng kỵ rằng không nên ăn nội tạng động vật, không nên ăn cay, không nên ăn béo, không nên ăn mặn, không nên ăn ngọt, là nó tốt cho sức khỏe. Cho nên bà con vui lòng chỉ sử dụng thêm nó tốt cho mình là như sữa, nó tốt cho mình là giả huyệt quất, nó tốt cho mình là rau có màu xanh đậm, đậm, cá thì có cá ngừ, cá hồi, các cái loại hạt, các loại hạt, dường như cà chua, các loại thịt, gạo lứt, cứ ăn bình thường như những ngày mình hay ăn trước đó. Chúc bà con ta ăn vui vẻ. Người lớn tuổi nhớ nha, người lớn tuổi nhớ là không ăn nội tạng động vật nè, không ăn cay, không ăn béo, không ăn mặn, không ăn ngọt. Cái mà ngọt ngọt xin chúc vui vẻ mạnh khỏe. Xin chào, nó đau, nó đau. Woo!